Sau hàng nhiệt độ đệ xin chào tất cả các bác. Em lên sóng giới thiệu các bác một chiếc máy điều hòa một cục Corona, một con máy 2 chiều các bác nhé. Các bác có thể ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho shop hàng nhiệt độ đệ. Trên hình ảnh các bác là một con điều hòa một cục di động Corona 2 chiều nóng lạnh các bác ạ, có 2 chiều nóng lạnh nhé. Đấy, con này rất là hiếm luôn. 2 chiều nóng lạnh. Đây, tạm thời mình đang test chiều lạnh cho các bác đây, tiến sẽ chuyển test chiều nóng, chiều lạnh này các bác nhìn này. 7,9 độ C này và vẫn đang còn xuống nữa. Con này quá đẹp luôn. Vỏ nguyên bản đẹp. Có nhiều hot này, dry cool này. Sưởi ấm, hút ẩm và làm lạnh. Đấy. Hình thức rất đẹp luôn. Quay clip cho các bác xem hình thức. Mặt sau cũng rất đẹp các bác nhé. Yeah. Con này thì được sản xuất năm 2013. Đây, con này thì vỏ vẫn còn tem mát. Số năm 2013 các bác nhé, 2 chiều nóng lạnh 8.000 BTU. Cực đẹp, mỹ mãn, rất hiếm. Đây, độ lạnh xuống 5,2 độ C này các bác này. Yeah. 5 độ C, lạnh dã man luôn, 4 độ. Đấy. Một con máy rất là hiếm các bạn. Bây giờ đây các bạn nhìn đây. Corona, con này có cả cổng ion các bạn nhé. Cổng ion này. Đấy. Nhiệt độ xuống 4,5 độ C. Các bác nào mà ngồi cẩn thận, ngồi dưới chết rét đấy nha. Rất là lạnh đấy ạ. Này cóng tay luôn. Cóng tay, 4 độ mà. Đây, nhiệt độ của Hà Nội hôm nay đang là 22 độ C. Em sẽ cho chuyển sang chiều nóng để các bác thử. Để xuống tận 3 độ 8, 3 độ 7 các bác này, nó còn xuống nữa đây này. Con này đẹp mỹ mãn luôn, rất là hiếm. Đấy. Em sẽ chuyển sang chiều nóng các bác nha. Đây, đây là một cái điều khiển đa năng này. Con này em công bố giá luôn với các bác là em bán 4 triệu rưỡi đi kèm điều khiển đa năng. Còn các bác là thích điều khiển zin thì em cũng có điều khiển zin nhá. Điều khiển zin thì thêm 400.000 là 4 triệu 9. Đấy, để các bác nắm được. Còn các bác là lấy điều khiển đa năng thì nó chỉ có 4 triệu rưỡi thôi. Bây giờ em chuyển sang chế độ đây, chế độ làm sưởi ấm đây. Sưởi ấm bây giờ phải tăng lên 30 độ C thì nó mới đóng lốc được, không thì nó đóng lốc còn sao được. Đấy, tăng lên mức cao nhất thì chờ vài phút sau nó mới chạy lốc các bác nha. Con này thì thỉnh thoảng mới có hàng thôi ạ, chứ không có nhiều. Đây nó là cái lưới để lấy vệ sinh này. Nam Canan này còn rất là đẹp nha, rất là hiếm luôn. Chung là để hàng bãi được như con này thì thật sự nó là tuyệt vời. À, có một điều các bác nha, là con máy này nó 2 chiều nóng lạnh cho nên là nó không có cái chế độ tự tiêu nước đâu các bác nha. Các bác phải lắp ống ở đây này. Ở đây các bác sẽ cắt cái này ra và đút cái ống vào đây để thoát đường nước cho nó nhé. Đấy, đây nó có cái đường bịt nước. Bây giờ nó đang xả ở dưới này này. Đây, giảm con này còn rất là mới các bác nhá. Đây, giảm trắng tinh các bác nhìn thấy chưa, như mới luôn ạ. Trắng tinh luôn nha, cực đẹp, trông quá đẹp luôn. Corona trong khi chờ nó để chuyển sang chế độ nóng thì quay cho các bác xem cái tem của nó đây. Đấy này, chiều lạnh là 620 đến 725 W. Con này nặng 24 kg, sử dụng ga R còn mũi này, sử dụng ga R410A là ga đời mới đấy các bác nhé, ga rất là thông dụng đấy. Cái này nó vách tem này. Có công suất sưởi ấm thứ này đầy đủ. Suất năm 2013. Chưa? Corona. Phải chờ một lúc các bác nhé thì nó mới chạy chiều nóng được. Khi mình đang bật lạnh phải chờ một lúc. Đấy. Con này điều khiển zin đây thì em sẽ lấy điều khiển zin cho các bác xem. Điều khiển zin bằng Corona này thì em có nhiều. Không thiếu các bạn. Đây, giá 400 một chiếc các bác nhé. Kozumi Corona đây. Đấy, điều khiển zin chính hãng này. Yeah. Có nhiều điều khiển nhé.
Đấy, bác nào mà cần điều khiển zin của đây là em có điều khiển zin điều hòa một cục, có hãng Corona này, Kuzumi, có cả Haier, có cả cái Totomi. Đấy, rất là nhiều. Nào đây chạy nóng rồi các bác nhá. Đây bắt đầu ngồi đằng trước bắt đầu ấm lắm rồi đấy ạ. Bọn này nó làm chạy nóng bằng vẫn là bằng điều hòa bằng ga các bác nhá, chứ không phải là thì nó sẽ đổi chiều. Đổi chiều là cái dàn này thành dàn nóng và cái dàn nóng đằng sau này thì lại thành dàn lạnh. Thì bây giờ ở cái cửa gió này thì nó lại sẽ thổi ra khí lạnh các bác nhá. Thì cái dàn này bình thường là dàn nóng thì lại đổi thành dàn lạnh. Đấy, bây giờ đang lạnh buốt tay rồi các bác này. Tí em sẽ đo cho các bác cửa gió đằng sau, cửa lạnh đằng sau. Bây giờ cái dàn lạnh ở đây thì lại đổi thành dàn nóng. Đấy, chứ nó không phải làm lạnh bằng bằng máy xo các bác nhá, mà làm lạnh bằng ga. Cho nên rất dễ chịu luôn, đúng đích thực hai chiều luôn ạ. Đích thực máy hai chiều luôn. Đấy, nhiệt độ các bác nhìn đang tăng nhé. Đây 31 rồi. Đấy. Đấy, chờ nó thổi nóng bắt đầu là đo cho các bác xem. Đấy, đang nóng lên dần đấy. 32 độ C. 738. Cái cảm biến này của em nó lên hơi lâu. Đấy, các bác lưu ý nhé, con này em bán là 4,5 triệu. Đi kèm điều khiển đa năng. Và nếu các bạn đã mua điều khiển zin thì là 4,9 triệu chưa kèm điều khiển zin, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn các bác nhé. Đấy, nhiệt độ đang lên dần các bác này. Quay clip nó hơi dài, các bác chờ nó hơi lâu, nhiều các bác không đủ kiên nhẫn để xem. Đấy. Nhiệt độ đang lên 33 độ C. Đây, đang rất là nóng. Đây, chỗ này nóng hơn này, và cho các bác xuống đây cho nó nóng hơn. Vì khi chạy nóng thì nó sẽ dần dần nó mát đều dàn hết ở đây, bắt đầu thì nó mới nóng đều hết cả lên. Tóm lại là đang ngồi đây rất là nóng rồi. Nếu ví dụ các bác test cái chức năng nóng này vào mùa hè mà nhiệt độ của môi trường là trên 30 độ C thì sẽ không bật, lốc sẽ không chạy các bác nhé. Bật sẽ không chạy đâu ạ. Đấy, các bác lưu ý là như vậy. Này, nhiệt độ lên đến 4 mấy giờ các bạn này. Okay. Hiện tại là cái cửa gió này đang, cửa sau này này, đang rất là lạnh, lạnh cóng tay luôn này. Lạnh buốt luôn các bạn ạ. Cửa này đang rất lạnh, nó đổi chiều cửa này thành cửa lạnh luôn. Yeah. Này, nhiệt độ nóng đang lên tiếp tục. Bây giờ em không test nóng nữa mà em sẽ lấy cái cảm biến này ra để cho các bác thử cái chiều nóng lần sau thành dàn lạnh nhá. Đây lên năm mấy độ rồi con này. Yeah. Bây giờ mình thử chiều cái dàn này đi. Các bác sẽ thấy ở đây đang lạnh buốt luôn, cóng tay. Đây các bạn. Đấy. Đấy nó lại là dàn lạnh luôn, đây đang xuống các bạn. Yeah. Ngồi đây giờ đang rất nóng rồi. Con này rất là hiếm luôn rồi đây. Giá cũng rất hợp lý. Đây các bạn nhìn nhiệt độ đang xuống lạnh chưa? Tức là cơ chế đổi chiều dàn thôi. Đang dàn lạnh chuyển thành dàn nóng, hoặc dàn nóng chuyển thành dàn lạnh. Đấy, cơ chế đổi chiều. Không có gì thay đổi cả. Đấy, các bạn nhìn xuống nhiệt độ xuống chưa? Em xin kết thúc clip ở đây nha. Các bạn nào lấy, các bác liên hệ em ship hàng toàn quốc. Địa chỉ em ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Các bác ở xa mua đặt cọc trước 500.000 nhé. Chào các bác.